Thưa quý vị, một năm có nhiều mất mát đau thương. Những ngày cuối năm 2021, tôi dám tin rằng những khán giả Góc Nhìn Việt ở khắp mọi miền Tổ quốc, nơi phương xa từ những người con xa xứ khắp năm châu bốn bể, đã và đang nỗ lực bước qua quá khứ để hướng về năm mới 2022 với những điều tốt đẹp hơn. Vậy năm qua tôi đã làm gì và bài học lớn lao gì đã tác động tới tôi? Thanh Liêm thì luôn tin vào 8 bài học này. Thứ nhất, một ngôi nhà hạnh phúc rất quan trọng. Chúng ta chưa bao giờ bị buộc phải ở nhà nhiều như vậy cho tới khi đại dịch bùng phát. Bởi vậy, có một ngôi nhà là nơi nghỉ ngơi an toàn thực sự quan trọng. Rồi chúng ta thấy với những đợt phong tỏa giãn cách, một ngôi nhà là nơi mọi người có thể làm việc theo một cái lịch trình cùng với nhau mà vẫn hạnh phúc là mục tiêu cao nhất phải đạt được đối với hầu hết chúng ta. Bởi vậy, hãy đảm bảo rằng ngôi nhà của bạn luôn vui vẻ và thoải mái nhất có thể. Điều thứ hai, hãy chăm sóc bản thân, không phải là ích kỷ. Đối xử tốt với bản thân cũng là điều tốt cho người khác, bởi đơn giản là bạn không thể giúp đỡ người khác nếu bản thân không ở trong tâm trạng thái tốt. Đó có thể là việc nhỏ, như đi dạo ngoài trời 30 phút buổi sáng, một ly cà phê, vừa đọc sách, thay vì chỉ chăm chăm vào màn hình điện thoại hoặc máy tính. Dù là gì đi chăng nữa, thì việc chăm sóc bản thân chưa bao giờ quan trọng hơn thế. Và đặc biệt, bạn còn có cả một gia đình để mà chăm sóc nữa. Điều thứ ba mà Thanh Liêm muốn ấn tượng thế này, hãy luôn tử tế. Hầu như tất cả mọi người đều đang trải qua điều gì đó mà họ sẽ không chia sẻ. Một số đang đau buồn vì mất đi người thân yêu, một số có thể đang trong trạng thái nặng nề khi mất đi sự tự do của cuộc sống thường nhật. Và những người khác có thể đang cảm thấy cô đơn khi các biện pháp hạn chế phòng ngừa Covid-19 vẫn đang triển khai đây. Chúng ta thấy sức khỏe tinh thần và sự tử tế ngày càng được chú trọng, nhất là khi đại dịch dẫn tới nhiều vấn đề như sự sợ hãi, trầm cảm rồi tức giận. Bạn không bao giờ biết ai đó đang phải trải qua những biến cố nào. Bởi vậy hãy biết ơn những gì bạn may mắn có được và hãy nỗ lực để giúp đỡ những người khác bằng bất cứ cách nào bạn có thể. Và bạn cũng không bao giờ biết được rằng khi nào một hành động tử tế nhỏ của mình lại có thể cứu rỗi được cả một linh hồn. Điều thứ tư tôi ấn tượng đó là chúng ta hãy học cách sống ở hiện tại. Cuộc sống là một cuộc đua bất tận và việc đột ngột phải đi chậm lại buộc chúng ta phải tập trung vào những điều thực sự quan trọng. Bảo vệ bản thân và những người thân yêu. Hãy giữ sức khỏe, tăng cường khả năng đề kháng. Dù phải học cách để thích nghi với những biện pháp hạn chế đã dạy chúng ta cách đánh giá cao giá trị của việc sống chậm. Những thay đổi quy tắc liên tục trong đại dịch đã khiến chúng ta học cách sống ở hiện tại thay vì lập kế hoạch lớn cho tương lai. Thứ năm, đó là biết đủ. Năm 2021 dạy chúng ta hãy dành nhiều thời gian cho các hoạt động như thời gian cho gia đình, thời gian cho sức khỏe, vận động thể dục, ăn uống lành mạnh và giữ sức khỏe của cá nhân cũng như tinh thần tốt hơn. Học cách sống với ít nhu cầu hơn và hạnh phúc với điều đó chắc chắn là điều mà những người trải qua trong năm 2021 nhận thấy. Bài học này sẽ tiếp tục tạo ra những thay đổi tích cực cho cơ thể, cho cuộc sống gia đình, cho nhân loại và cả tương lai nữa. Thứ sáu, sức khỏe thực sự là của cải. Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tới sức khỏe của tất cả các nhóm tuổi. Chúng ta cũng học được cái tầm quan trọng của việc có một cái cơ thể trường vượng. Hãy đưa ra những lựa chọn đơn giản hàng ngày. Ăn cái gì, ngủ bao lâu, tập thể dục như thế nào, hãy hít thở. Đều là những cái nền tảng quan trọng để chúng ta khỏe mạnh và có một hệ thống sức khỏe bền bỉ. Một điều nữa mà Thanh Liêm nhận ra đó là giá trị của sự gắn kết. Có hỗ trợ nhóm đồng nghĩa với sống sót sau đại dịch, nhất là về mặt sức khỏe tinh thần và cảm xúc. Dù lớn hay nhỏ, những bạn tâm giao đáng tin cậy thực sự có một vai trò quan trọng. Việc có một người nào đó để hướng về và chia sẻ những lo lắng, sợ hãi, thất vọng mà không sợ bị phán xét là điều có ý nghĩa thực sự lớn lao. Và số 8, đó là trân trọng những gì bạn có. Sự bất ổn do đại dịch gây ra đã dạy chúng ta học cách trân trọng và yêu quý mọi thứ cũng như mọi người bên ta. Đó có thể là điều đơn giản như biết ơn vì vẫn còn khỏe mạnh, còn có khả năng ngửi, nếm
điều một số những người mắc Covid-19 đã phải trải qua. Trân trọng không chỉ dành cho những người thân yêu, gia đình và bạn bè, mà còn rất nhiều người khác, như những nhân viên y tế, nhân viên tuyến đầu chống dịch. Năm 2021 dạy chúng ta rằng đã đến lúc trân trọng mọi thứ chúng ta có ở trong cuộc sống và biết ơn những gì chúng ta đang có. Và nhân số đặc biệt của Góc Nhìn Việt, trước khi bước sang thềm năm mới, tôi muốn quý vị cùng tôi dành một phút hồi hướng, tĩnh lặng để tưởng niệm những nạn nhân xấu số qua đời vì dịch Covid-19, các nghệ sĩ gạo cội và có sức ảnh hưởng của Việt Nam đã qua đời, và đặc biệt thiền sư bậc thầy Thích Nhất Hạnh. Và đến khắc này, mỗi người chúng ta nên tự hỏi mình: tôi thực sự muốn gì? Trở thành người thành công số 1, hay đơn giản là người hạnh phúc? Để thành công, bạn có thể phải hy sinh hạnh phúc của mình đấy. Bạn có thể trở thành nạn nhân của thành công, nhưng bạn không bao giờ là nạn nhân của hạnh phúc. Đôi khi niềm vui mang tới nụ cười, nhưng cũng đôi khi chính nụ cười lại mang tới niềm vui. Hạnh phúc được là chính mình. Bạn không cần phải được thừa nhận bởi người khác. Chỉ cần chính bạn thừa nhận mình là đủ. Hãy thấu hiểu nỗi đau của người khác là món quà to lớn nhất mà bạn có thể trao tặng họ. Thấu hiểu là tên gọi khác của yêu thương. Nếu bạn không thể thấu hiểu thì bạn chẳng thể yêu thương. Cũng như là một người làm vườn biết cách dùng phân bón để cho ra những bông hoa tươi đẹp như thế này, thì người tu dưỡng biết tận dụng nỗi đau khổ để tạo ra hạnh phúc. Thanh Liêm mến chúc quý khán thính giả của Góc Nhìn Việt một mùa xuân mới an vui, hoan hỉ với những điều mình dám cho đi, luôn tỉnh thức để sống giữa bộn bề và kiếp sống vô thường này. Luôn giữ một thân tâm an lạc, và hãy nhớ, bạn là món quà quý giá mà Thượng Đế đã ban tặng. Đừng buồn phiền vì quá khứ đã qua, cũng đừng lo lắng vì tương lai chưa đến. Hãy sống trọn vẹn tại đây và bây giờ. Hãy cùng nắm tay nhau, cầu nguyện những điều bình an nhất, và cùng chúc mừng năm mới.